Xin chào các anh chị. Sau khi chúng ta đã quay video, đã sử dụng phần mềm để có thể cắt chỉnh xong được một đoạn phim như ý, thì đây là lúc mà chúng ta chèn video vào trong bài giảng e-learning. Thế thì để chèn video vào bài giảng e-learning thì chúng ta sẽ vào chỗ là video này. Đấy, chúng ta vào chỗ insert và chỗ vào chỗ video. Mình bấm vào đây và bấm là import. Và bây giờ thì chúng ta để video ở đâu thì bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái video đó. Ví dụ như là mình sẽ sử dụng cái video mà mình đã cung cấp cho các anh chị ở trong thư mục tư liệu, có một cái video này. Các anh chị có thể dùng luôn nó để làm thử. Đấy. Thế thì khi chúng ta bấm chọn vào video thì nó hiện lên mấy cái như sau. Thứ nhất là ở dòng quality này, là nơi để mình chọn chất lượng. Nên mình muốn là chất lượng cao thì mình bấm vào chỗ 2 này. Chất lượng trung bình và chất lượng thấp là slow. Thì chúng ta để là chất lượng trung bình hoặc chất lượng cao. Thì video nó sẽ rất nét. Thứ hai nữa là cái chỗ là import on. Ví dụ như là mình muốn chèn cái video này, mình muốn chèn vào trang slide nào thì chúng ta sẽ bấm chọn slide ở đây. Ví dụ như mình đang đặt con trỏ ở slide số 2 và mình muốn chèn nó vào slide số 2 thì mình giữ nguyên ở đây là slide 2. Và đây nó có hai sự lựa chọn nữa. Một là slide video, có nghĩa là khi mình bấm chèn thì video nó sẽ nằm ở bên trong khung slide này. Đó, đó chính là slide video. Hai là slide 3. Nếu chúng ta chọn slide 3 thì sau khi xuất bản ra thì video nó sẽ nằm ở góc trên, ở cái chỗ mà nơi có ảnh của giáo viên ấy, thì video nó sẽ nằm ở đấy. Bây giờ Phương sẽ chèn hai trang, một trang là vào slide video và trang thứ hai là vào slide 3 để cho các anh chị quan sát sự khác biệt của hai cái cách chèn này như thế nào. Thứ nhất là mình sẽ chèn cái video này vào trang slide này. Đấy. Và mình sẽ chèn nó vào slide 3 trước. Mình bấm chọn vào chỗ slide 3 ở đây. Rồi mình bấm open. Thế thì chúng ta bấm chèn xong rồi thì chúng ta sẽ không thấy video nó xuất hiện gì ở đây cả. Bởi vì sao? Bởi vì nó nằm ẩn ở trong slide 3. Trong nước xuất bản ra mình sẽ thấy. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một slide nữa. Và bây giờ mình sẽ chèn video này vào bên trong cái chỗ chính chính slide này để cho các anh chị có thể quan sát rõ. Mình sẽ vào chỗ video này, các anh chị có thể bấm thẳng vào chữ video này cũng được, nó cũng sẽ hiện lên cái bảng để chúng ta chèn luôn. Đấy, mình cũng chọn video này. Và mình bây giờ mình thay vì bấm vào slide 3 như lúc nãy thì mình bấm vào slide video rồi mình bấm vào open. Thì các anh chị sẽ thấy đây, nó sẽ có một cái bảng mờ mờ ở đây, chính là cái video nó đã chèn được vào. Nếu chúng ta bấm vào nút trình chiếu chúng ta sẽ thấy được video nó sẽ nằm ở đây. Xin chào các con, thầy tên là Bùi Duy Phương, giáo viên trường tiểu học. Đấy, như vậy là cái video nó đã chèn được vào trang slide này rồi. Các anh chị nhớ là để chèn video vào trong bài giảng e-learning thì chúng ta không sử dụng cái chức năng là chèn video theo kiểu của PowerPoint, tức là chúng ta không vào insert ở trong đây rồi là vào video như bình thường chúng ta chèn trên PowerPoint thì chúng ta làm như vậy. Nhưng mà để chèn vào bài giảng e-learning này thì chúng ta phải vào cái chỗ thẻ Adobe Presenter này và vào chỗ video này để chèn video vào. Và một điều nữa là khi mà chúng ta sử dụng cái video ấy để chèn vào bài giảng e-learning của presenter thì tốt nhất là các anh chị để ở đuôi là đuôi MP4 HD. Đấy, MP4 HD thì chất lượng video vừa nét và xuất bản ra thì nó sẽ chạy 100%. Nếu như mà chúng ta sử dụng các cái file mà ở trên mạng internet chúng ta tải xuống hoặc là những file mà nó đuôi khác, chúng ta dùng phần mềm Total hay những phần mềm khác để đuổi đuôi sang MP4 thì nó thường là nó chạy không chuẩn. Thậm chí là nó không hiển thị video thì chúng ta phải sử dụng chính cái phần mềm Camtasia vừa rồi đấy. Chúng ta đưa nó vào và xuất bản ra dưới dạng HD giống như bài trước Phương đã hướng dẫn, rồi mình chỉ mới chèn vào đây thì video 100% là nó sẽ chạy. Bây giờ mình sẽ review thử để mọi người cùng thấy là giữa video chèn vào slide 3 và video chèn vào slide video thì nó khác nhau như thế nào. Đây, trang này là mình chèn vào slide 3, còn trang số 3 này thì mình chèn nó vào slide. Thế thì chúng ta đặt vào đây, chúng ta sẽ bấm vào review và mình sẽ review from current slide. Tức là mình sẽ cho xem thử từ trang số 2 này. Đấy, mình bấm vào đây. Sau khi mà nó đã review như này, bây giờ các anh chị sẽ đã nhìn thấy được rằng là thế thì cái bài giảng e-learning sau khi xuất ra nó sẽ như thế nào. Đây chính là mình chèn video vào slide 3 đây. Đây chính là slide 3. Và cái trang slide PowerPoint thì nó sẽ vẫn còn nguyên ở đây và video nó sẽ nằm ở góc này. Bây giờ mình bấm play để chúng ta cùng xem thử. Giáo viên trường tiểu học Đông Phương, Tân Hưng, Thái Bình. Đấy, thì các anh chị có thể thấy rằng là video nó nằm ở góc này, còn cái trang slide của mình thì vẫn nằm nguyên ở đây.
Điều này nó sẽ phù hợp đối với những cái yêu cầu của những cái bài mà mình muốn là à, có giáo viên giảng bài ở đây, mà ở trên này thì nó vẫn hiển thị nội dung chữ, nội dung hình vẽ vân vân để học sinh có thể vừa quan sát được giáo viên giảng bài, vừa có thể nhìn thấy nội dung bài học. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang slide tiếp theo. Xin chào các con. À, đây là chính là trang mà sèn video vào trang slide. Đấy, thì nó như thế này. Thì bây giờ video của mình nó xuất hiện ở đây và rút xuất bản thì nó chạy ở đây. Còn dòng này thì nó vẫn là thông tin của giáo viên như bình thường. Bùi Duy Phương, giáo viên trường tiểu học Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình. Thầy rất vui mừng được đồng hành cùng các con trong tiết học ngày hôm nay. Đấy, các anh chị có thể thấy rằng đây chính là chèn vào slide, còn là cái bài trước, cái bài này thì là chèn vào slide 3. Xin chào. Chúng ta sẽ biết được rằng là hai cái nó khác nhau như vậy để các anh chị có thể vận dụng nó cho nó phù hợp vào trong bài dạy của mình. Và xin hẹn gặp lại ở mọi người ở một cái bài sau, đó chính là mình sẽ hướng dẫn các anh chị làm sao à, nếu như mình chèn video vào đây và mình muốn là mình nói giảng ở bên này đến đâu thì cái lời rồi cái hình ảnh hiệu ứng ở trên nó sẽ diễn ra ở trên màn hình như vậy, thì xin hẹn gặp mọi người ở bài học tiếp theo.